là những cái điều đấy nó cho mình rất là nhiều cái bài học để mình luôn luôn nghĩ rằng là đấy sẽ là những cái áp lực rất là tốt trong cuộc sống và đặc biệt là trong con đường âm nhạc của mình. À, như chị Thành Lê có vừa chia sẻ ở phần đầu chương trình thì mỗi giai đoạn trong cuộc sống của mình chị sẽ thường chọn những thể loại, những ca khúc khác nhau để có thể mô tả và cũng như là cảm nhận được những tâm tư, nỗi lòng của một người nghệ sĩ. Vậy thì nếu như mà mô tả những giai đoạn trong cuộc sống của chị thì chị sẽ mô tả những giai đoạn đó bằng những thể loại hay là những ca khúc như thế nào? Nghệ sĩ thì cũng sẽ giống như bao người khác, có một điều rằng là khi người ta vui hoặc người ta buồn thì người ta sẽ gửi gắm vào cái âm nhạc của mình. Đấy là Lê nghĩ rằng là đấy là một cái người bạn mà phải nói rất là an toàn nhất trong cuộc đời, đấy chính là âm nhạc. Ngay sau khi mà được giải Sao Mai thì Thành Lê đã nghĩ ngay đến một cái CD đầu tay, đấy là phải tri ân đến quê hương của mình, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Đó là một cái sự ưu ái đặc biệt, tri ân và biết ơn. Nhưng sau khi mình đã làm được một cái sản phẩm về quê hương rồi thì đâu đó sẽ có những cái giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống, và thậm chí là sẽ có những cái giai đoạn thăng trầm trong tình cảm. Thì lúc đấy sẽ là những cái ca khúc mình thiên về những cái âm nhạc mà nói về những cái giai điệu nó buồn man mác nhưng mà nó vẫn là có một cái sức sống. Thì Thành Lê là một cái người làm sản phẩm âm nhạc, nó luôn luôn có những cái cung bậc, không thể là tự nhiên nghĩ ra rồi làm, nhưng mà luôn luôn có một cái sự sắp xếp trong cái công việc hay là trong những cái sản phẩm âm nhạc, nó luôn luôn gắn với một cái kỷ niệm, luôn luôn gắn với một cái dấu ấn. Và đến thời điểm hiện tại thì ca khúc hay thể loại nào để mô tả thời điểm hiện tại trong cuộc sống của chị Thành Lê? Thời điểm hiện tại ngay lúc này thì là Thành Lê ưu tiên những cái sản phẩm âm nhạc nó rất là nhẹ nhàng, nó giống như là mình đã đi qua một cái bước một cái con đường nó cũng đầy chông gai, nó cũng đầy thăng trầm. Thì đây là một cái giai đoạn mà Lê nghĩ rằng là sau khi được làm thiên chức một người mẹ và sau khi được làm những cái việc cho gia đình cũng như là cho bản thân, thì có nghĩa là bây giờ là quay lại với âm nhạc, thì Lê luôn luôn chọn những cái ca khúc nó sẽ vừa vặn với cái cảm xúc của mình cũng như là cái giọng hát của mình. Và đó cũng có phải là những ca khúc mà chị muốn dành tặng cho con của mình. Đúng rồi, con gái là một cái món quà vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng đối với Thành Lê, và có lẽ đấy là một cái dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho nên là khi bạn ấy khôn lớn rồi, khi bạn ấy biết cảm nhận được thế nào là mẹ hát như thế nào hay là nhìn ngắm mẹ như thế nào, thì đấy là những cái sản phẩm âm nhạc mà Lê đã dành tặng cho con gái, và đấy như là một cái món quà đầu đời của người mẹ tặng cho con.